Xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà chúng ta sẽ hóa thân thành một cậu học sinh hư các bạn ơi. Trốn học, trời ơi. Chúng ta chỉ đây chỉ là chơi trò chơi thôi nha, không phải thật đâu nha các bạn nha. Đấy, trốn học trong trò chơi thôi. Thì mình sẽ hóa thân thành một cậu sinh hư. Mình học trong một ngôi trường Minecraft các bạn ơi. Đấy, ngôi trường này có tên là Crab. Đấy, Crab School các bạn ơi. Ok các bạn nha. Và thôi rồi, giới thiệu vậy thôi, không để cho các bạn chờ lâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chơi luôn nha các bạn nha. Và trước khi các bạn xem trò chơi này của mình, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút like video để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok các bạn nào, và đây chính là ngôi trường Crab School của chúng ta. Không biết hôm nay thầy giáo nào sẽ dạy mình đây các bạn ơi. Để mình đoán non nào. À, hôm nay tiết học của thầy Steven à, không phải, tiết học của thầy Hook này, thầy người sắt này, thầy đội trưởng Mỹ này, thầy người nhện này. À các bạn ơi, hôm nay mình sẽ học tiết của thầy Huggy Wuggy. Oh yeah, mình rất là học tiết học của thầy này luôn các bạn ơi. Được rồi, chúng ta sẽ vào bên trong nha. Xem nào, đây thầy giáo của mình đây các bạn ơi. Thầy giáo Huggy Wuggy đang đứng giảng bài đây các bạn ơi. Đây này, đây là các bạn ở lớp mình này các bạn ơi. Ấy, bạn mình, bạn bếp này, cái rep này. Bạn này là bạn cái gì đây? Ấy, Enderman này đấy. Các bạn nhìn thấy mắt bạn này to không? Đẹp trai không? Bạn này là bạn gắt này. Ui, bạn gắt này ghê lắm em. Bạn này rồi. Ok các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trốn học các bạn đây. Không được bắt chiếc theo nha. Đây chúng ta chỉ là chơi trò chơi thôi đây nha. Ok, được rồi, let's go. Trời ơi, đang học thầy Huggy Wuggy nhưng mà vẫn muốn trốn ra ngoài chơi đá bóng với các bạn. Các bạn ơi, ok, đây các bạn ơi. Ê, các bạn ơi, đây là cái con đường mình phải đi. Ồ, các bạn ơi, đây có cái giường này. Wow, trường nhà mình có cái giường đấy các bạn ơi. Giường đây không biết là để làm gì, để ngủ ấy. Ok các bạn nha, đi thôi. Trên đường đi mình sẽ nhặt tiền các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bác bảo vệ này. Ui, trời ui, đừng để bác bảo vệ bác tóm được, nó toang đấy. Ui, ở đây có cái hòm này. Yeah. Ui các bạn nhìn, thanh niên Crab kìa. Thanh niên Crab bị bắt rồi kìa, bị tóm được rồi các bạn ơi. Ui, trời ơi, dại lắm em ơi. Chắc là để các bác bảo vệ các bác bắt được vậy. Ok các bạn ơi. Ui, ui, ở ngoài xa kia có một thanh niên giống mình chưa các bạn ơi. Cũng bị tóm luôn rồi. Trời ơi, trốn học mà bị bắt để bác bảo vệ bác nhốt đây. Nhốt cho biết là sao không dám trốn học nữa đâu. Ui, yeah, đi mà quạc rồi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là trang phục của người sắt này các bạn ơi. Thầy giáo, ui, nhận được rồi. Trước mặt mình vẫn còn một bác bảo vệ nữa. Và kia là cửa ra rồi các bạn ơi. Yeah, yeah, ui, một đám bạn đang chờ mình này. À thật đấy. Ui, mấy thanh niên đã trốn ra ngoài rồi các bạn ạ. À, nhanh thật đấy. Mình tưởng mình trốn rồi, mấy thanh niên trốn nhanh thật đấy. Ghê đấy. Khát đấy. Được rồi. Tiếp theo mình sẽ là một thanh niên gan các bạn ơi. Ôi, bác bảo vệ ơi, bác bảo vệ ơi. Cho cháu đi ngoài à, cháu đi vệ sinh. Cháu đi vệ sinh chút bác ơi. Bác ơi, bác cháu đi vệ sinh thật đấy bác ạ. À, chứ không phải cháu đi chơi đâu. Ok luôn. Ê, đi nhanh 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 nhanh. Wow, thanh niên. Oh, what, mình bị tóm rồi. What the, trời ơi, bị tóm rồi các bạn ơi. Lần này mình bị tóm, mình này trở về chỗ cũ các bạn ạ. À. Rất may là cái cửa nhà phòng của mình nó bị vỡ các bạn ơi. Các bạn nhìn cái cửa của mình này các bạn ơi. Mình vẫn đi ra ngoài được vì nó bị hỏng rồi. Có mấy thanh niên kia cửa này. Ấy, không ra được đâu, mấy thanh niên zombie. Cửa trong đấy nha. Tại nỗi mình chém gió với thanh niên kia là mình bị tóm rồi, mình nó lấp vào gốc cây các bạn ơi. Để bác bảo vệ đi qua là mình sẽ đi đấy. Yeah, new checkpoint ra đấy. New chỗ này lại để mình mới sống được chứ. Ui, trước mặt mình vẫn là một bác bảo vệ nữa kìa. À, bác ơi, cháu đi vệ sinh chút nè. Bác ơi, cháu đi vệ sinh. Ấy, bác quay đầu đấy rồi. Đấy rồi, đi thôi, được rồi, đi thôi. Đâu rồi, đấy rồi, ăn cái hòm tiền này đã. Rồi, đây rồi, cửa đây rồi. Let's go, easy, yeah. Qua màn rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy nha, trốn học không dễ thế nào đâu. Có bác bảo vệ bắc canh đấy, bác mà bắt được là thôi toang đấy các bạn ơi. Lần này mình là skeleton các bạn ạ. À, cha skeleton luôn cả, ghê đấy nhỉ. Được rồi các bạn đừng lo, mình sẽ đi rồi. Bác bảo vệ ơi, cho tôi đi ra ngoài chơi một tí thôi. À nhầm, cho tôi đi ra ngoài đi vệ sinh một chút thôi. Đấy rồi. À, đi thôi. Ui bác bảo vệ, trời ơi. Tí nữa thì bị tóm luôn các bạn ơi. Đấy, ô, đi rồi. Wow các bạn ơi, lần này mình sẽ phải bắt cua các bạn ơi. Ui các bạn nhìn này. Ui, các bạn thấy chưa, mình đang đứng một nơi rất là cao luôn.
À chắc mình bắt cua được cái lối ngoài kia các bạn ơi, ngoài xa xa ngoài đây này. Ấy giời ơi, bắt cua được nghề của mình rồi. Lên nào. Mình là bộ xương khô, bộ xương crab này. Bây giờ gió thổi mình phát mình bay luôn đấy các bạn ơi. Yeah. Đi vào nhà nhanh lên. Ấy các bạn thấy chưa. Ấy. Ý, đi thôi. Nên đây rồi, new checkpoint rồi, không bắt được đâu bác ơi. Cháu đang ở ngoài đây này, bác ra ngoài đây được không? Ghê chưa, gái nuôi bác bảo vệ luôn. Rồi đi tiếp nào. Rồi được rồi, được rồi. Biu, yeah. À, trời ơi, what the, vừa nhảy lên một cái bác bảo vệ bác tóm luôn các bạn ạ. May mà mình new checkpoint đây rồi, không sợ các bạn ơi. Nên oh no. Trời ơi, mình đã làm bộ xương thì chớ rơi xuống cái chỗ sâu như vậy thì bé bét các bạn ơi. Trời ơi, đi nào bác ơi, đi nào. Ui bình tĩnh thôi, có bác bảo vệ nên đây bác tóm luôn đấy. Ai các bạn chờ rồi, đi thôi, được rồi, đi thôi. À, trời ơi vẫn không thoát được bác ấy. Bác bảo vệ này ghê các bạn ơi, bác bảo vệ này đi nhanh thật đấy. Ê trời trời trời, được rồi, hay đấy. Ôi được. Ui mày quá, mình đi lùi lại các bạn ơi, tí nữa thì bị tóm rồi. Đi rồi, đi rồi, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi, lần này mình sẽ bình tĩnh. Đây, né rồi. Ghê chưa, đi qua màn. Yeah, easy. Ui, điểm C rồi các bạn ơi, điểm C thôi. Điểm trốn nước hầm thì được có điểm C thôi, vì mình bị bắt nhiều quá nên là được điểm C. Rồi, tiếp tục nào. Các bạn ơi, đây là mấy cánh cửa, cổng địa ngục à. Đây, mình sẽ phải chọn cái cổng các bạn ạ. Chọn cổng này đi, chọn cổng giữa cho an toàn. Trời ơi, cổng giữa phát rơi luôn các bạn ơi. Sao cái trường gì mà khó thế. Trường mà muốn học sinh đi ra ngoài thì phải vượt qua cái cánh cửa địa ngục này các bạn ơi. Ôi trời ơi, số mình đen đấy. Rồi bây giờ chọn này, chọn đi. Hy vọng lần này sẽ không bị rơi nữa các bạn, không bị bè bét nữa. Ok, được rồi các bạn ơi, lần này mình đã chọn đúng rồi nha các bạn nha. À ha, đi rồi. Đi rồi bác ơi. What the. Ui rơi bị tóm đó các bạn ơi, này rơi bị tóm đó các bạn ơi. Ui càng ngày càng khó rồi đấy bác bảo vệ đấy. Đi rồi. À, bảo vệ. Ui may chưa các bạn ơi, suýt nữa thì mình bị tóm rồi. Ui ghê chưa. Bảo vệ kìa, bảo vệ kìa. Đấy mình sẽ đi sau bác này, làm sao bác biết được cháu đang ở đằng sau bác. Yeah, easy ghê. Ui lại một cái cửa địa ngục này, không biết này mình sẽ đi ở đâu đây. Vào thôi. Đâu ấy, đâu ấy, New Chick Boy đây à. À được rồi, đây New Chick Boy rồi. Ui tí nữa thì bị tóm các bạn ơi. Đi sau lưng bác, bác ơi cháu đang đi ở sau lưng bác đây này, bác không biết đâu. Tiếp tục nào. Ui lần này như nào đây. Đi sang bên đây rồi. Ok, yes, easy. Lần này vẫn được điểm C các bạn ơi. Trời ơi, không được điểm A nào các bạn ơi. Hơi buồn nha, hơi buồn nha, buồn quá. Được rồi nào, tiếp tục nào. Gát kìa, gát đang bị nhốt trong kia kìa. Gát ơi, tôi đi chơi đây, ông ở trong đây nha. Ui chết các bạn ơi, ui chết rồi. Ui đừng cút. Rồi bác bảo vệ rồi. Bác bảo vệ đâu rồi. Bác bảo vệ đi đâu rồi. Ui đây rồi, bác đây rồi. Dạ. Ui đi vào đây. Tí nữa thì bị bác tóm được các bạn ơi. Đây rồi, cơ hội của mình rồi. Đây rồi, chuẩn rồi. Let's go. Ấy ghê chưa. Ui lại bắt cua. Ui bắt cua lần này ơi, không biết mình đã sắp trốn ra khỏi cái trường này chưa mà các bạn ơi, bắt cua ghê quá. Ôi không, no, may quá new check boy các bạn ơi. Ngon. Yes rồi, ok, đi thôi. Yes, easy. Yes, easy. Đấy bác bảo vệ kìa, bác bảo vệ kìa. Đấy bác quay ra phát bác tóm mình luôn đấy. Đứng ở đây có bác bảo vệ bác tóm đấy. Easy, đi thôi, đi sau lưng bác bảo vệ này là an toàn nhất rồi đấy các bạn ạ. Không nào, bác quay đi rồi. Đấy. Ôi, what the, no, vẫn bị tóm này. À thật đấy. Ê ghê. Được rồi, lần này mình sẽ cố quyết tâm vượt qua các bạn ơi. Bác bảo vệ này bác khôn lắm các bạn ơi, bác lừa mình ấy, mình mới đi vào đấy là bác tóm luôn các bạn ơi. Ghê thật đấy, đây rồi. Ui không được rồi, chết rồi này, đi theo bác bảo vệ này, đi lần này đánh liều đi nhanh các bạn ơi, đi nhanh thế nào. Ui không được. Ê, đây mình đứng đây, đứng ngay, liều phát à.
Ui, đừng bắt được cháu, đừng bắt được cháu, đừng bắt được cháu, đừng bắt được cháu, đừng bắt được cháu. Yeah, easy. Đi được rồi, đi được rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào, nhảy nào, quả này đừng rơi xuống nha, rơi xuống là hơi bị nhục đấy. Rồi, ok. Sắp ra khỏi cái trường này rồi các bạn ơi. Bắp cua này, nghe của mình rồi. Ủa lại đi tới đây à, có bác bảo vệ đâu, bảo vệ đâu rồi. Úi, bảo vệ kia rồi. Đấy, đứng đây không biết có bị bắt tóm ta không. Không việc gì. Thế thì mình đi về thôi. Đi thôi. Yeah, các bạn ơi. Wow, trang phục mới này. À, vẫn còn một đợt nữa. Các bạn ơi, không biết bảo vệ đi đâu rồi ta. Ê, bảo vệ kìa. Ê, chạy bên này, chạy bên đây. Ê, cái cửa đây rồi. Yeah, cuối cùng mình cũng đang vượt qua đây các bạn ơi. Wow, mình lại còn được một cái trang phục mới nữa các bạn ạ. Ok các bạn ơi, mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của Nhân BB. Các bạn có thấy thích trò chơi này không? Các bạn nếu thấy thích thì hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video ủng hộ mình nhé. Đừng quên nhấn vào chuông thông báo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.